Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi rừng và làm rẫy nha. Hôm nay tôi lại quay cảnh một chú chó ăn trái cây, ăn ngấu nghiến luôn nè. Khổ lắm mấy bạn. Ai ăn cũng cho em ăn để em nó cái gặm sơ như thế này. Tội. Tội lắm. Ghiền quá, ghiền trái cây quá mà sơ. Sơ cũng không tha mà. Tôi dành ăn của nó đang gừ nè. Tưởng tôi đang dành anh của nó à? Tưởng tôi đang dành anh nó ghê. Ăn sơ mít thôi, cần gì phải giữ với ông hả? Cắn. Ăn sơ mít thôi, cần phải giữ với ông hả? Đi đi. Ghê. Trời ơi. Tự đang nhận luôn. Tự đang nhận anh của nó sao? Được rồi. Thôi nha. Ăn ngấu nghiến ăn rồi. Ăn sơ mít thôi. Giữ cái là xưa ra đây, khổ là mấy bạn ai ăn xong mà không cho em nó ăn để em nó phải đi gặm sơ đây nè, cho mày miếng nè, tội ghê thật, thèm quá, thèm mít phải đi gặm sơ đây nè nha, tội không, gặm sơ ăn không chừa lại cho em nó miếng này, nó phải đi gặm sơ thèm lắm, mấy tô nữ mà hay không. Tội ghê. Gặm sơ. Được rồi. Thấy gì không? Thấy gì như cây không? Ăn chưa đã mà đi về ra gặm sơ. Ăn không cho em nó một miếng nào hết. Dễ thương không? Ghiền không? Ghiền trái cây à? Ghiền trái cây hơn gặm xương, cho xương không đâu. Tội. Thèm. Thua. Ăn luôn cả sơ. Thôi được rồi. Bây. Thôi được rồi Bây. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Ăn sợ được rồi. Để anh kiếm mà mày một muối mà ăn được gì. Kiếm được con trái nè, cho con nè. Bây giờ ăn đi. Gì mà mấy tôn nữ các bạn. Mấy này bảy sóc đúng bài. Ăn. Thèm lắm. Tội không, thấy tội không? Đây nè, dính cát rồi, chỗ này dính cát tiêu rồi. Ăn hết, em bắt em nó gặm vỏ. Nè, tội quá, à, hết rồi, không chịu tha. Dễ thương không? Được rồi. Ăn thấy thương quá. Ăn thấy thương không? Hết rồi. Bây. Thôi nha, chương trình của chúng ta kết thúc tại đây nha. Tôi là Y Rừng và Đầm Rẫy. Cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký cập nhật các video mới của tôi nha. Và quên đăng ký nha. Tôi là Y Rừng Đầm Rẫy. Bye.